ảnh chưa từng tiết lộ của Linh Ly sau 4 tháng giao kéo, vòng một bức thở, style thần tiên tỉ tỉ những sao nóng hừng hực thế này. Thời gian gần đây, câu chuyện về hành trình căm ao của Linh Ly đang là đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Mới đây nhất, giọng ca buồn thì cứ khóc đi, tiếp tục khiến người hâm mộ lụi tim khi tung ảnh sau 4 tháng phẫu thuật thẩm mỹ. Thật sự cũng phải lấy hết can đảm và dũng cảm để công khai bộ ảnh này, vì hơi táo bạo. Nhờ mọi người ủng hộ nên mới dám đó ạ. Cảm nghĩ của cả nhà như nào nè. Cảm ơn chị LTN đã đạo diễn cho em bộ ảnh xuất sắc này. Linh Ly háo hức chia sẻ cùng với lời khoe MV mới ra mắt đã lọt top trending YouTube, dù chưa ở vị trí cao nhất. Theo đó, bộ ảnh này được lấy cảm hứng từ phong cách thần tiên tỉ tỉ, nhưng đối lập với vẻ nhẹ nhàng là hình ảnh vòng một căng tràn gây xôn xao của Linh Ly. Diện sắc tím nổi bật, Linh Ly được khen ngợi hết lời khi khoe một hút mắt, quá sexy. Cô cũng nhận được phản ứng tích cực nhờ tăng cân so với trước, nhan sắc thăng hạng vượt bậc. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.